Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Trưng Trắc, huyện Văn Lâm nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Cùng dự có đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường Trung học cơ sở Trưng Trắc tiền thân là trường phổ thông cơ sở Trưng Trắc, được thành lập năm 1962. Những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất của nhà trường rất khó khăn, thiếu thốn. Trải qua 60 năm, trường đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp, điều kiện dạy học khá đầy đủ, với 14 phòng học kiên cố, 6 phòng học chuyên môn. Chất lượng giáo dục được nâng cao, nhiều học sinh ưu tú, thành công trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho quê hương, cộng đồng và xã hội. Nhà trường được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Tại buổi lễ, trường Trung học cơ sở Trưng Trắc đã vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc trong quản lý giảng dạy và học tập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên nói chung và trường Trung học cơ sở Trưng Trắc nói riêng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của trường Trung học cơ sở Trưng Trắc trong 60 năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh và trường Trung học cơ sở Trưng Trắc tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả đổi mới công tác quản lý để mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các thầy giáo, cô giáo phát huy tinh thần trách nhiệm tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, trở thành tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo để học sinh noi theo. Vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích 100 năm và trồng người. Sự nghiệp giáo dục đào tạo ra những con người mới là quan trọng. Tập thể giáo viên phải gương mẫu, đoàn kết, thường xuyên trau dồi kiến thức, thầy giỏi mới có trò giỏi. Đấy là nguyên tắc, tạo điều kiện tối đa cho các thầy cô được nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên được cử đi học. Sở giáo dục đào tạo thì cũng tạo điều kiện cho nhà trường để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để cho các thầy các cô cập nhật các kiến thức mới để kịp thời với thời đại mới, để truyền đạt lại cho các cháu học sinh để tiếp thu được và đào tạo cho các cháu học sinh có những kết quả học tập của các kỳ thi tốt nghiệp rồi kỳ thi tuyển sinh lên cấp 3 rồi học sinh giỏi các cấp ở kết quả cao nhất. Nhân dịp này, 13 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng quà. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tài trợ 15 bộ máy tính cho nhà trường.